Nếu các bạn muốn quay video review cây cảnh, giới thiệu nhà vườn hoặc các bạn muốn tìm cây theo yêu cầu thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại đường dây nóng 0383 171 311 để được tư vấn miễn phí. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì vâng các bạn nhé, ở cái cuốn video này thì hôm nay tôi sẽ cắt tỉa cái cây sung này, cái phôi sung này các bạn nhé. Đây là cái phôi sung mà lúc trước là tôi đã bứng về đấy. Thì lúc trước là tôi định giao lưu phôi rồi, nhưng mà đợt dịch nên không đi được. Thì tôi để lại tôi dâm. Thì bây giờ cây nó đã lên rất là tốt rồi. Cút nó bằng ngón chân rồi đấy, ngón tay cái này các bạn cút bằng này rồi. Và tôi phải uốn định hình ít nữa là nó rắn quá không uốn được. Bởi vì cây này mình muốn làm theo cây kỹ thì mình phải uốn lúc thành cho bé này. Chứ nếu mà để cây to thì mình phải cưa kéo nó mất thời gian lâu hơn một chút. Thì bây giờ tôi sẽ quay qua tổng thể cái phôi sung này cho các bạn xem một chút các bạn. Vâng đây các bạn nhá. Đây là các bạn nhìn tổng thể của nó này, các bạn này. Đấy. Cái tay cút nó khá là to. Trước là mình định tách cái chỗ này ra này để mình làm một cái cây mini ở đây mình cho ăn chậu này. Đấy, bên dưới đây các bạn nhìn gốc của nó này. Quay lại nhiều bạn chưa biết nhìn chưa nhìn thấy cái bẹ bên dưới của nó rất đều, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Còn bên này nữa. Lúc trước là mình đục cái sẹo của nó. Cũng khá to đấy, nhưng mà cây khỏe bắt đầu là nó bây giờ ve ve này rồi. Đây. Đấy, vâng các bạn nhé, thì bây giờ là mình sẽ tiếp tục là mình xử lý những cái cành thừa đi các bạn nhé. Đấy. Đấy, đây là tổng thể vùng quanh cái phôi sung rồi đấy. Cắt bớt những cành thừa để những cái cành nào cũ thôi thì mình để nhé. Sau đó là mình sẽ uốn định hình trước các bạn nhé. Bây giờ thì mình bắt đầu mình sẽ đi tỉa các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ tỉa qua những cành thừa đi, còn đâu là những cái cút nào tôi định hình tôi giữ lại tôi sẽ giữ các bạn nhé. Đây. Bây giờ tôi sẽ xử lý gốc. Tôi xử lý cái này trước thì cái này là cái cút mà đợt trước là tôi cắt là tôi định để nhưng mà nó không ra được các bạn ạ. Đấy. Nhưng tầm này nó khỏe là nè. Này là xử lý đi là cây tầm này là lên rất khỏe các bác nhé. Nên là thoải mái cắt. Không như là trước nó yếu rồi mình để đây nếu mà nó lên được đây thì tốt quá nhưng nó lên chỗ khác cũng ok. Cây mọc ra rất là nhiều cái cành rằm các bác nhá. Tỉa hết. Còn một số cây nào mình nuôi mình để này nó cho nó u cục thì mình cứ để cũng được. Đây các bạn ạ, lúc trước là cái cút này tôi để lên đây để gây lên cút để làm ở đây nhưng nó không lên. Bây giờ lên đây thì mình có thể là mình xử lý cái này đi. Mình cắt lên đây đi các bạn nhé. Thì nó sẽ tạo được cái độ côn cho cây. Đấy. Khá ok đấy các bạn. Còn cái này cái vết này hôm nay mình để cành này tí nữa mình xem mình uốn kiểu gì, nếu để uốn được cái này thì ít nữa mình sẽ đục vác xuống đây nhé các bạn nhé. Cành này chắc là không cần thiết rồi, mình sẽ cắt hết đi. Cút cũng khá, tầm này là bắt đầu đấy, thì một số cành bé này mình cứ tỉa hết đi các bạn nhé. Còn cành nào để thì mình xác định mình uốn thì mình để thôi. Cành này khả năng là bỏ hai các bạn. Cây này lên khá là khỏe rồi, rất khỏe luôn chứ không phải khá là khỏe. Tỉa đi rất là khoái. Thì uốn định hình ra là cây nó. Cái này cành này kia mình cũng bỏ đây các bạn này. Đấy. Trước là định làm cây lùn nhưng thôi cái này bỏ. Quyết định bỏ. Cái này bỏ. Cây cảnh trên cao thôi. Vừa rồi mình cắt xong rồi các bạn nhé. Đây là cái những cái cút mà mình giữ lại mình làm nhé. Thì những cái vết này mình cũng đã đục qua rồi này. Đục tiếp rồi. Đấy. Đục xẹo hết rồi này. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ vào dây để mình định hình cây xong mình uốn các bạn nhé. Đấy, cái tổng thể của nó đây, mình chỉ giữ lại cần này cái cút thôi. Đấy. Tổng thể cây khá là ok các bạn. Thì cây này mình không cần làm kỹ nhiều lắm, mình cứ làm chơi, mình làm nó đẹp đẹp
mình làm theo ý sở thích của mình các bạn nhé, chứ không phải là làm theo thế gì cả. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ vào dây thì để mình uốn các bạn nhé. Vâng các bạn nhé, thì bây giờ thì mình sẽ vào dây. Đấy, mình sẽ vào dây đã, bắt đầu là sau đó mình sẽ định uốn hình các bạn nhé. Đấy. Đây, dây đây thì mình mua sẵn đây rồi. Mình sẽ quấn vào sẵn đã, thì đó mình sẽ uốn hình sau. Hai dây. Thì khi mình quấn dây ấy, thì mình quấn đều hết tất cả các cành đã các bạn nhé. Đấy, các bạn quấn nhẹ nhàng thôi, không là cành sung này nó mới lon này nó uốn nó hay bị dập lắm, nên là cành này mình cứ uốn, mình sẽ vào dây từ từ thôi. Đấy, mình sẽ vào hết dây tất cả các cành mình cần uốn, sau đó thì mình sẽ từ từ mình uốn các bạn nhé. Sau mình uốn theo kiểu kia xem thế nào. Cái cành sung này nó rất là mềm, thế nhưng mà nó rất là dễ gãy, thế nên là các bạn muốn uốn muốn tạo thế thì các bạn cứ uốn từ từ các bạn nhé. Đấy, vì cây này mình uốn mình không thể vội được, mình cứ từ từ mình uốn thôi, uốn từng tí một mọi người nhé. Đấy, thì mình cứ theo sở thích, là các bạn muốn uốn nó thành kiểu gì thì các bạn cứ uốn thành kiểu đấy. Làm tán bay đây, sung nó bay dập dập này, tán đuổi đây, sung nó gập gập cũng không ảnh hưởng gì. Vậy em bọn nó khó lên cháu uốn thử cái kia rồi. Sung nó dẻo. Vâng các bác nhá, vừa rồi em đã uốn định hình xong cái cây sung, cái phôi sung này. Đây là cây này mới uốn cái phôi này lần đầu các bác nhá. Đấy, thì em cứ uốn cái định hình như này, một cách đơn giản này, xong rồi nuôi cho nó to đã, sau đó là mình uốn những cái chi sau. Đấy, thì uốn một cây sung này, định hình nó cũng khá đơn giản, thì tùy theo ý thích, thì không theo thế nào cả các bạn. Đây là cây uốn theo cái sở thích của mình các bạn nhé. Đấy, các bác xem video thì nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Nếu các bạn muốn quay video review cây cảnh, giới thiệu nhà vườn, hoặc các bạn muốn tìm cây theo yêu cầu, thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại đường dây nóng 0383 171311 để được tư vấn miễn phí. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.